Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, điều chỉnh hình thức tổ chức các hoạt động, đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đạt kết quả khá rõ nét. Đây là đánh giá tại hội nghị sơ kết của Hội Phụ nữ tỉnh diễn ra chiều nay. Tới dự có đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nổi bật là trong 6 tháng đầu năm, Hội Phụ nữ các cấp đã tích cực tham mưu về công tác quy hoạch, giới thiệu cán bộ nữ có đủ tiêu chuẩn tham gia lãnh đạo quản lý, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, công tác nhân sự Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng sự lãnh đạo chỉ đạo, định hướng của cấp ủy và hội cấp trên. Do đó, tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước. Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, tăng cường phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc tín chấp vốn vay cho hội viên phụ nữ. Đến nay, các cấp hội đang quản lý 3.156 tỷ đồng cho trên 79.000 lượt người vay, trong đó có trên 14.000 lượt phụ nữ nghèo, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, các mô hình nhà sạch vườn đẹp, đường hoa, đường cây phụ nữ, tuyến đường bích họa, thu gom phế liệu gây quỹ hội, dọn vệ sinh môi trường, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia, được cấp ủy đảng chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn các cấp hội thực hiện chủ đề năm, đó là tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện có hiệu quả các mô hình dân vận khéo và các hoạt động hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp hội phụ nữ đã đạt được trong 6 tháng qua. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, hội phụ nữ các cấp chuẩn bị thật tốt, tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, làm tốt hơn nữa việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.